Nói rồi. Thân lắm. Hả? Đổ bụng. Đó thì biết là ngon, ngon mới làm nó mới ăn chứ mà có ăn rồi đổ bụng. Tự anh nói bà rồi nó ăn đổ bụng đi quay chà bá cũng dùng thịt lộn vậy đó. Sao? Gì? Sao? Nó nhỏ nó thầm nó mệt quá. Nói chung là đổ bụng thì giờ sao ta? Nói rồi tôi chứ không phải là tôi không muốn, rất là muốn mà tôi không có làm được. Trời ơi, anh quay. Ôi trời. Chị ơi, hả? Đâu đi Mỹ về rồi. Cái gì? Bên Mỹ hả? Cái Gris Cooking đúng không? Đúng rồi. Ở đó thôi, chị em tới đó thôi. Ha ha ha.